Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 11 đến 16 giờ ngày 13 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.467 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 8.451 ca ghi nhận trong nước, giảm 495 ca so với ngày 12 tháng 11. Tại 57 tỉnh, thành phố có 3.940 ca trong cộng đồng. Còn tại tỉnh Lai Châu, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Lũy tích từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 35 ca mắc, trong đó có 15 ca đã khỏi bệnh, 20 ca đang điều trị tại bệnh viện phổi, không có ca tử vong. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có tổng số là 23.167 người được áp dụng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 21.252 người đã hoàn thành cách ly, hiện tại còn 1.915 người đang thực hiện cách ly y tế theo quy định, 32 người cách ly tại cơ sở y tế, 179 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 1.704 người cách ly tại nhà. Ngoài ra, có 4.680 trường hợp đang tự theo dõi sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, thành phố Lai Châu có 7 trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường. Trong đó có 2 trường hợp đã được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung số 3 của tỉnh. Đối với 5 trường hợp F1 còn lại, sau khi xin ý kiến, Sở Y tế thành phố Lai Châu đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố, các xã phường kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà cách ly của các trường hợp F1 trên theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi kiểm tra đảm bảo các điều kiện theo quy định, các xã phường đã tiến hành ra quyết định thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà. Hiện nay, 5 trường hợp F1 thuộc xã San Thàng, phường Đông Phong và phường Tân Phong cách ly tại nhà đều cảm thấy đồng thuận và yên tâm khi được cách ly tại nhà. Các trường hợp này được trạm y tế xã cung cấp bảng theo dõi nhiệt độ trong vòng 14 ngày và được nhân viên y tế nhắc nhở qua Zalo và điện thoại việc đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Khi xuất hiện các biểu hiện như là ho, sốt, khó thở, ngay lập tức các F1 sẽ thông tin ngay cho nhân viên y tế qua số điện thoại được cung cấp hoặc qua Zalo để được hướng dẫn các bước phòng chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, các trường hợp F1 được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, nước sát khuẩn. Khi mà em được cách ly tại nhà thì y tế là người ta cũng đã đến và hướng dẫn rất là cụ thể. Đó là phải có thùng rác, có nắp đậy và trong thì phải có cái túi bóng, có cái chân đạp và trên là phải ghi là cái chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Và ngoài ra thì cũng để sát khuẩn này, găng tay này, mấy lại khẩu trang này ở trước cửa. Để khi mà ví dụ như là có đoàn y tế mà về để lấy mẫu xét nghiệm các thứ ấy ạ, thì họ sẽ có sát khuẩn và găng tay các thứ họ dùng luôn. Và hàng ngày thì như hôm qua ấy, thì là nhà em thì cũng có 3 đoàn là y tế với lại các cái ban ngành đến để kiểm tra xem là cái công tác phòng dịch của nhà mình ấy, là cách ly ấy, có đúng tiêu chuẩn hay không. Trước cửa nhà có F1 đang cách ly, đều có biển thông báo quyết định và thời gian cách ly của xã phường. Hàng ngày, ban chỉ đạo các xã phường, các tổ COVID cộng đồng nơi có các trường hợp F1 cách ly tại nhà đều đến kiểm tra nắm tình hình. Trong quá trình các F1 cách ly tại nhà thì phường cũng đã chỉ đạo cho công an khu vực và y tế cũng như là tổ giám sát cộng đồng tại tổ dân phố tăng cường giám sát đối với các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Và đối với các F1 này, phường thì cũng thường xuyên liên lạc ngoài cái việc trực tiếp đến liên lạc của đến hàng ngày của y tế cũng như của công an cũng như tổ cộng đồng, thì phường cũng đã thường xuyên cũng kiểm tra đột xuất cũng như là liên lạc đối với các F1 này qua điện thoại cũng như là nhóm Zalo. Phường đã thành lập nhóm Zalo các F1 trên địa bàn phường là thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như vướng mắc khó khăn của những F1 này và truyền tải những văn bản của các cấp đến với lại quy định về cái việc cách ly tại nhà và chuyển cái sổ tay cách ly F1 tại nhà để cho những F1 này nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định về thực hiện cách ly đối với F1 tại nhà. Sau khi tiến hành thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Lai Châu đã ban hành sổ tay hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà, thành lập nhóm Zalo F1, giao ban
chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện quản lý theo đúng quy định. Phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng là cầu nối thông tin quản lý người được cách ly tại nhà và chính quyền, các cơ quan đơn vị liên quan. Sau khi hết thời gian cách ly, toàn bộ F1 này phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần, vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 kể từ khi bắt đầu cách ly. Tính đến ngày 11 tháng 11, thì qua công tác truy vết thì trên địa bàn thành phố có 7 trường hợp là công dân là F1 có liên quan đến các ca bệnh tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường. Thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, thì thành phố đã tiến hành kiểm tra các điều kiện và thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà cụ thể như sau. Một, đã chỉ đạo các xã phường phối hợp với trung tâm y tế kiểm tra, rà soát các điều kiện để thực hiện cách ly F1 tại nhà. Thứ hai là các xã phường đã ra quyết định đối với các F1 cách ly tại nhà. Thứ ba là chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các F1 cách ly tại nhà. Hiện nay, ngoài chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch, thành phố Lai Châu tăng cường quản lý chặt các trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà, bởi việc quản lý chặt người cách ly tại nhà sẽ giảm gánh nặng cho ngành y tế và các khu cách ly tập trung. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, thì ngoài công tác quản lý giám sát của cơ quan chức năng, cũng rất cần sự tự giác nâng cao ý thức của người thuộc diện cách ly tại nhà. Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Lai Châu có một số trường hợp phụ nữ xuất cảnh sang Trung Quốc lấy chồng lao động trái phép, trong đó chủ yếu là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số. Trước tình hình trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sùng Phài đã chủ động phối hợp với Công an thành phố Lai Châu tuyên truyền công tác phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em sang biên giới thông qua nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, kịp thời ngăn chặn xử lý, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Đây là một buổi tuyên truyền phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sùng Phài với đội phong trào Công an thành phố về thực trạng tội phạm mua bán người. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và nạn nhân mà chúng hướng tới, hệ lụy của nạn nhân bị mua bán, cũng như công tác đấu tranh của lực lượng công an trong thời gian vừa qua. Tham gia buổi tuyên truyền chủ yếu là các chi hội trưởng tại 13 bản với một số hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Sùng Phài. Hình thức tuyên truyền không chỉ bằng văn bản, mà còn được dựng thành phim về các vụ mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới, để chị em phụ nữ nắm được các thủ đoạn, hoạt động của chúng, triển khai tuyên truyền cho người thân, hội viên của mình, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người. Phụ nữ xã cũng hôm nay là cũng tổ chức một buổi tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người. Thì trên địa bàn của xã thì cũng trên 80% là dân tộc, nên là cái tình trạng mà hội viên phụ nữ có trình độ nhận thức hạn chế thì vẫn có cái tình trạng là bỏ đi khỏi địa bàn. Đấy, thế nên là hôm nay thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền và cũng mời các chi hội trưởng của 13 bản trên địa bàn xã cũng mời luôn cả một số hội viên nữa xuống đây để tuyên truyền. Sau khi hội phụ nữ xã tuyên truyền xong thì chúng tôi cũng sẽ triển khai tại tất cả các bản để tuyên truyền cho hội viên phụ nữ của xã. Hôm nay được phụ nữ xã và phụ nữ thành phố triệu tập, được các hội viên, tôi là chi hội trưởng của bản Căn Câu, bản thân tôi đến đây được nghe tuyên truyền, xong tôi rất cảm ơn về bên công an và cán bộ họ tuyên truyền không được nghe người kẻ xấu xúi dục mình và bạo lực gia đình trẻ em buôn bán người sang biên giới. Tôi rất là tự hào bản thân tôi sẽ chấp nhận về tôi tuyên truyền lại cho hội viên của tôi, rồi các chị em phải cố gắng chấp hành, sau này không được nghe kẻ xấu lợi dụng, và bản thân tôi rất cảm ơn ạ. Xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Một số chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nghề nghiệp không ổn định, nhẹ dạ cả tin, dẫn đến một số phụ nữ và trẻ em là nạn nhân mua bán, lừa đảo, cưỡng ép ra nước ngoài. Vì vậy, công tác phối hợp tuyên truyền nhằm giúp cho chị em phụ nữ nói chung và các chi hội trưởng, hội phụ nữ xã Sùng Phài nói riêng nắm được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người thường sử dụng, như tiếp cận, làm quen những cô gái mới lớn, hiểu biết pháp luật và kỹ năng sống vẫn còn hạn chế. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có điều kiện cho con đi học, không có việc làm ổn định, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo đến các cơ sở dịch vụ việc làm, các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, cắt tóc, gội đầu,
hoặc tìm một phụ nữ đã từng làm gái mại dâm để lừa gạt tìm việc làm ổn định, lao động nhẹ, có thu nhập cao. Sau đó đưa phụ nữ trẻ em bán sang Trung Quốc. Trên địa bàn thành phố Lai Châu thì số dân tộc thiểu số thì nó chiếm là đa số. Cho nên là cái việc mà công tác tuyên truyền ấy luôn luôn được lực lượng và ban chỉ huy công an thành phố đưa lên hàng đầu. Nó là cái công tác phòng ngừa vô cùng hiệu quả. Thì trong năm 2021 thì công an thành phố đã xây dựng rất là nhiều các cái kế hoạch cũng như các cái công văn để thực hiện các cái công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền thì của chúng tôi thì đã thực hiện từ các cái tổ đội cho đến công an các xã và phường. Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng vi phạm pháp luật cũng như làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sùng Phài đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với công an thành phố Lai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bất ngờ. Qua đó giúp người dân tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Công an huyện Phong Thổ đã chủ động làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội, không để bị động bất ngờ, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tăng cường hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Thời gian qua, toàn lực lượng Công an huyện Phong Thổ đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong 10 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an huyện đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận từ lực lượng biên phòng 58 vụ, 67 đối tượng về hành vi mua bán, chứa chấp, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 73 gram heroin. Chúng tôi cũng đã thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm và lễ tiết tác phong, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện cái phòng chống dịch COVID trên địa bàn toàn tỉnh, thì lực lượng công an huyện chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo của Bộ, của Công an tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ủy ban nhân dân huyện. Chúng tôi cũng đã phối kết hợp rất tốt với lực lượng biên phòng và cấp ủy chính quyền các xã đã tham gia được 16 các cái chốt chặn trên địa bàn toàn huyện. Và lực lượng công an cũng đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo cái khu cách ly. Trong giai đoạn bùng phát đợt dịch COVID-19 kể từ tháng 4 năm 2021 đến nay, công an huyện đã huy động lực lượng nắm bắt, giám sát người về từ vùng dịch đến địa phương, hỗ trợ công an các xã thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch tại cơ sở, nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Lực lượng công an xã chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xã Mộc So là phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các biện pháp 5K, phối hợp với cơ quan y tế tiến hành truy vết nhanh các trường hợp nghi tiếp xúc với F0 hoặc F1 ở trên địa bàn. Và bên cạnh đó nữa là chúng tôi thường xuyên là phối hợp với cơ quan y tế là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp nào mà không đeo khẩu trang ra vào chợ để răn đe. Công an huyện cũng đã phân công bố trí 30 cán bộ chiến sĩ tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung, duy trì tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tổ điều tra xác minh các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm, người xác định nhiễm COVID-19 gồm 14 cán bộ chiến sĩ. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp nhận hơn 2.400 trường hợp vào cách ly tập trung. Tổng số công dân cách ly tại trung tâm khu cách ly số 1 là tổng số là 20 người. Qua phối hợp thì các lực lượng như công an, quân đội và y tế thì luôn luôn đảm bảo về tình hình an ninh trật tự 24/24. Riêng bên phía anh em công an thì luôn túc trực đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn trong khu cách ly. Thì những người công dân vào đây cách ly thì đảm bảo tuyệt đối an toàn, không cho công dân đi ra khỏi khu vực cách ly. Với sự nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an huyện quyết tâm cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn
đẩy lùi dịch bệnh, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Từ năm 2013 cho đến nay, tính từ thời điểm chia tách và thành lập, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn vẫn duy trì ở mức trên 20% tổng số cặp tảo hôn. Tình trạng này diễn ra chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Trình độ nhận thức của một số bộ phận người dân về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế. Xác định xóa bỏ tảo hôn là tiền đề để xóa bỏ đói nghèo, huyện Nậm Nhùn đang tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lồng ghép các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế để người dân có điều kiện nuôi dạy con cái học tập trưởng thành. Cho đến nay, về cơ bản, tình trạng hôn nhân cận huyết trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã được xóa bỏ, tỷ lệ tảo hôn vẫn còn tồn tại. Trong tháng 10 năm 2021, công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện Sìn Hồ được quan tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và chăm sóc rừng trồng mới, tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện kiểm tra tuần rừng được 85 đợt, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng, tuyên truyền được 12 buổi, 864 lượt người tham gia. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra xử lý các vụ vi phạm luật lâm nghiệp theo quy định. Trong tháng phát hiện và xử lý 7/8 vụ vi phạm hành chính vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật, thu nộp ngân sách trên 83 triệu đồng, lâm sản tịch thu 0,692 khối gỗ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bản tin thời sự trưa cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị và các bạn có thể truy cập, đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại những địa chỉ này. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.